Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, ngày 24 tháng 7, đồng chí Phan Quốc Nghĩa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã tới thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình người có công và thân nhân người có công tại thị trấn Mường Khương. Tại những nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên và bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao to lớn của các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công trên địa bàn vì nền độc lập tự do của quê hương đất nước, đồng thời bày tỏ niềm mong muốn các hộ gia đình phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục hăng hái thi đua lao động sản xuất, cùng cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Dịp này, thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Phan Quốc Nghĩa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã trao 74 suất quà cho các gia đình thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn thị trấn. Trong đó có 41 suất quà của Chủ tịch nước, mỗi suất 200.000 đồng, 33 suất quà của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Cũng trong dịp này, cấp ủy chính quyền thị trấn Mường Khương và đồn biên phòng Mường Khương cũng trao tặng những suất quà ý nghĩa cho các gia đình người có công, thân nhân người có công trên địa bàn.